Manchester City một lần nữa khẳng định vị thế của mình trên bảng xếp hạng với chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Manchester United. Màn trình diễn xuất sắc của Erling Haaland không chỉ là nỗi đe dọa thực sự cho hàng phòng ngự của các đối thủ mà còn là bản lĩnh của một đội bóng không ngừng nỗ lực để bảo vệ ngai vàng. Trong khi đó, Bournemouth đối thủ tiếp theo của họ trong khuôn khổ giải ngoại hạng Anh đang phải đối mặt với những khó khăn cực lớn, khi mà mỗi trận đấu đều như một trận chung kết để họ có thể trụ lại ở giải đấu cao nhất nước Anh. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Gary O'Neill, Bournemouth đang thể hiện một quyết tâm cao độ. Tuy nhiên, việc chỉ giành được một chiến thắng, 3 trận hòa và phải nhận tới 6 thất bại trong 10 trận gần nhất là minh chứng cho những nỗ lực chưa đủ. Manchester City của huấn luyện viên Pep Guardiola, mặc dù vắng mặt Kevin De Bruyne, vẫn thể hiện sự linh hoạt và bản lĩnh của mình. Guardiola đã không ngần ngại xoay vòng cầu thủ và thử nghiệm các phương án chiến thuật mới, như việc tin tưởng vào Bernardo Silva cùng khả năng sắp xếp trận đấu và phối hợp ăn ý với Haaland. Manchester City đã cho thấy sức mạnh của mình khi giành chiến thắng trong 4 trận trong số 6 trận gần nhất, dù có đôi chút trục trặc. Trái lại, Bournemouth lại cho thấy họ đang gặp vấn đề nghiêm trọng về hàng thủ khi để thua tới 15 bàn chỉ trong 6 trận gần đây. Rõ ràng, với sự chênh lệch về phong độ và chất lượng đội hình, Bournemouth cần phải thực sự tập trung và quyết tâm hơn nếu muốn có điểm trước một Manchester City đang hừng hực khí thế.